Pháp Phật số một chẳng gì ngay trăm ngàn muôn kiếp có được gặp mê nay con nghe thấy áo văn dình giữ nguyện nghe chân đừng thế tôn nam mô Phật bổn sư thích ca mâu ni nam mô Phật bổn sư thích ca mâu ni nam mô Phật bổn sư thích ca mâu ni. Hôm nay thì học qua kinh Di Ma Cật. Thì đây cũng là thuộc về bộ kinh của Đại Thừa. Kinh Di Ma Cật thì đây là nói gọn, nói đủ là Di Ma Cật Sở Thuyết. Không? Tức là lấy tên từ ông Di Ma Cật mà đặt tên. Không? Tức là lấy người, tên người mà đặt tên kinh. Rồi cũng có cái tên là Bất Khả Tư Nghị Giải Thoát Pháp Môn. Tức là lấy pháp mà đặt tên. Không? Thì cái bản mà chúng ta học ở đây á, là cái bản dịch từ bản chữ Hán do Ngài Tam Tạng Pháp Sư Kumala Thập mà dịch. Không? Thì Ngài Kumala Thập thì đã có giải thích khi học Kinh Pháp Hoa rồi, cho nên đây thì lược qua. Còn về tên người là ông Di Ma Cật. Di Ma Cật thì Ngài Huyền Trang, Ngài dịch là cùng là vô cấu xưng. Không? Còn có chỗ dịch là tịnh danh đó, cho nên kinh này cũng gọi là kinh tịnh danh hoặc là kinh vô cấu xưng. Không? Thì đó là tên của ông Di Ma Cật, làm vị cư sĩ sống vào thời của Phật, thấy không? Gọi là cư sĩ Bồ Tát đó, tức là bậc đại sĩ, thấy không? Sống ở thành Tỳ Gia Ly, rất là thâm hiểu về cái gọi là lý đại thừa, thấy không? Cho nên rồi trong kinh này ông gọi là hiện bệnh, rồi nhân đó mà Đức Phật sai các vị thánh đệ tử Thanh Văn rồi các vị Bồ Tát đến thăm bệnh, nhân đó mà có những cái đối đáp đó, thấy không? Thì đây thì cũng để cho thấy rõ, thấy không, là tuy là vị cư sĩ sống ở tại gia nhưng mà có sự tham hiểu và gọi là chứng ngộ về cái lý đại thừa rất là sâu xa, thấy không? Cho nên nếu mà nói rộng ra đó thì đây là ở Ấn Độ là có ông Di Ma Cật đó, còn ở Trung Hoa thì có ông Bằng Quẩn đó, thấy không? Việt Nam thì có Thượng sĩ Tuệ Trung, thấy không? Đó là những cư sĩ mà tôi gọi là tiêu biểu đó, thấy không? Thì vậy là cư sĩ mà có trí tuệ rất là siêu việt và thâm nhập đạo lý người này không thể nghĩ bàn, thấy không? Cho nên là nhiều khi là những vị mà mình là người xuất gia đó, thấy không, mà cũng không có so bằng kịp nữa
Do đó mà phải học ở đây là để rồi cũng sách tấn mình là thêm để mình là tu tập, nhưng chứ không phải là ý lại mình là người xuất gia rồi cái thì gọi là coi thường người cư sĩ hay là không khéo á, rồi thấy là hổ thẹn với người cư sĩ, không? Thì ở đây là kinh này là ông Di Ma Cật á, là cái nhân vật coi như nhân vật chính, cho nên lấy tên ông mà làm là tên kinh đó, thấy không? Còn tên là bất khả tư nghị giải thoát pháp môn đó, là nêu lên đây là cái pháp môn mà gọi là giải thoát tự tại bất tư nghị, tức là đối tự tại đối với các pháp, nó vượt ngoài những cái gọi là hiểu biết của tình thức cũng như là cái chỗ gọi là của hàng thanh văn hàng nhị thừa, thấy không? Đó. Thì cái phẩm này á, kinh này thì vào đầu á, vào đầu theo cái bản dịch của ngài Cú La Thập á, thì đặc biệt là cái phẩm Phật Quốc, thường thì các kinh là vào phẩm tử, đây là phẩm Phật Quốc, nhưng mà trong phẩm Phật Quốc này thì cũng có phần gọi là tự ở trong đó, tức là cũng có phần gọi là thông tự và biệt tự, không? Thì trước cái tiên là cái phần về gọi là thông tự tức là cái phần tựa chung cho các kinh, thấy không? Tức là các kinh nó cũng có cái phần tựa chung giống giống vậy, thấy không? Còn cái phần biệt tự đó là phần tựa riêng, riêng cho mỗi kinh nó có cái gọi là cái nét là phát khởi riêng của mỗi kinh, thấy không? Thì cái phần tựa chung này là vào đầu là mình thường hay đọc thường biết đó là tôi nghe như vậy một thở nọ Phật ở tại thành Tỳ Gia Ly vườn cây Am La cùng với 8.000 vị đại tỳ kheo 32.000 vị Bồ Tát, thấy không? À. Thì gọi là tựa chung tức là chung các kinh nó cũng có những phần giống vậy đó, tức là gồm có gọi là lục chủng chứng tín đó, 6 phần chứng tín, thấy không? Làm tin để cho là kinh Phật dạy, thấy không? Thì vào đầu là tôi nghe như vậy, thấy không? Tôi nghe như vậy là đây là mình dịch theo cái văn phong của tiếng Việt. Chứ đúng là nguyên văn là như thị ngã văn tức là như vậy tôi nghe, đó. Đúng theo nguyên văn là phải dịch là như vậy tôi nghe, đó, dịch sát rồi vậy đó, như thị mà như thị ngã văn, thấy không? Nhưng mà mình dịch theo tiếng Việt thì phải tôi nghe như vậy, đó. Thì chữ như vậy đó, như vậy là chỉ cho những cái điều mà được nói trong kinh này là nó đúng như vậy, đúng thật như vậy, thấy không? Cho nên đây gọi là cái phần gọi là tính thành tựu đó, thấy không? Đó là những nghĩa lý đúng thật như vậy. Còn tôi nghe là chỉ cho ngài A Nan, ngài nghe rồi ngài thuật lại, thấy không? Cho nên là gọi là văn thành tựu đó, thấy không? Rồi một thở nọ là chỉ cho tóm lược về cái thời gian, tức là thời thành tựu. Thấy không? Có đủ, thấy không? À. Rồi Phật, Đức Phật, thấy không? Phật là chỉ cho chủ thành tựu, thấy không? Phật sao ở tại thành Tỳ Gia Ly, vườn cây Am La, thấy không? Đó. Thì đây tức là chỉ cho cái nơi chốn là xứ thành tựu. À. Tỳ Gia Ly là dịch là Quảng Nghiêm đó, tức là dịch tiếng Hán Việt là Quảng Nghiêm, tức là rộng rãi trang nghiêm. Còn vườn cây Am La, vườn cây Am La tức là vườn nơi vườn xoài của do cô kỹ nữ Amba Bà Ly mà dâng cúng cho Phật đó, thấy không? Là thì
cái tên thành Quảng Nghiêm. Thì tại nơi cái thành Quảng Nghiêm này đó, thấy không? Thì đây là cũng là gọi là kinh đô của cái xứ Bạc Kỳ thời thời Phật đó nha. Thì cái xứ Bạc Kỳ này á, mà trong thời Phật đó là một cái xứ đặc biệt, thấy không? Gồm 8 bộ tộc với cái dòng sát lợi là Ly Ly Sa Tử đó, thấy không? Mà trong cái thời đó là cái thời quân chủ, thấy không? Nhưng mà cái xứ này lại sống theo cái nền cộng hòa, cho nên đây có nhiều vị nghiên cứu cho rằng đây là cái nền cộng hòa mà gọi là xưa nhất của thế giới đó. Bởi vậy mà trong kinh Phật có bài kinh mà Phật nhân đây mà dạy về bảy pháp bất thối đó cho hàng tỳ kheo đó. Nếu mà tỳ kheo trong đại chúng mà giữ gìn được cái bảy pháp bất thối này đó thì nghĩa là tăng đoàn là không bao giờ là suy hoại. Còn xứ này á, thì các vị đây thì cũng sống trong cái tinh thần hòa hợp theo bảy cái pháp bất thối này mà Đức Phật cũng đã chỉ dạy cho họ đó. Do đó mà rất là cường thịnh, trong thời Phật là rất cường thịnh. Một, nói cho đơn giản, một là chuyên cần hội họp, chuyên cần hội họp với nhau, tức là thường xuyên đó, hội họp với nhau. Hai là hòa thuận và đoàn kết, sống biết hòa thuận và đoàn kết. Rồi ba là tôn trọng luật lệ đã ban hành, đó biết tôn trọng cái luật lệ đã ban hành là biết tôn trọng, thấy không? Rồi bốn là kính trọng và nghe lời các bậc tôn trưởng, thấy không? Rồi năm là không bạo động với cấp trên hoặc là hiếp đáp với cấp dưới, tức là trên dưới hòa thuận, thấy không? Rồi sáu là biết bảo vệ di sản của tổ tiên, giữ gìn di sản của tổ tiên, thấy không? Và bảy là tôn kính và học hỏi với các vị hiền thánh. Cho nên là sống theo bảy pháp đó, gọi là bảy pháp bất thối đó. Do đó mà sống nó hòa hợp, không? Đoàn kết, cho nên là nó rất là cường thịnh, không? Sống ở gần ở bên cái xứ của vua A Xà Thế, là vua là cái xứ lớn, xứ mạnh. Nhưng vua A Xà Lế có lần là muốn đến để mà đánh, để mà thôn tính, nhưng mà cho người đến đến gặp Phật rồi cũng hỏi ý kiến rồi gợi ý đó, nhưng Phật không trả lời. Nhưng Phật hỏi các vị tỳ kheo, hỏi xứ đó là công cái bảy pháp này đó có thường giữ gìn sống được với bảy pháp này không, thì các vị đó có, thì Phật nói là còn khi nào mà còn giữ được bảy pháp đó thì là còn cường thịnh. Cường thịnh tức là không ai dẹp được, cho nên vua Thế không có đánh. Nhưng mà sau đó, sau khi Phật nhập bàn rồi thì rồi thì vua Xà Lế mới cho người trà trộn vào trong đó, rồi cái gây bất hòa gọi ly gián đó, thấy không? Bất hòa trong trong đó, rồi sau đó yếu rồi, cho nên rồi bị thôn tính. Cho nên đó là cũng là cái là bài học, cái kinh nghiệm để cho mình học đó, thấy không? Cho nên sao, cho nên có là Phật dạy người xuất gia thì kheo tu hành đó, mình cũng phải ráng giữ tinh thần hòa hợp đó thì giữ được tăng đoàn hưng thịnh. Mà ngay trong mỗi chùa của mình cũng vậy, khéo biết giữ gìn cái tinh thần hòa hợp đó, hòa hợp đoàn kết thì nó mạnh, thấy không? Rồi còn cái tên thành là Quảng Nghiêm, thấy không? Thì nó cũng có cái sự tích theo gọi là luật thiện kiến đó, tức là thiện kiến luật Tỳ Bà Sa. Thì có ghi là thời xưa đó có vị phu nhân của nước Ba La Nại sinh ra một cái bào thai quái dị, thấy không? Do đó mà bà mới xấu hổ và cho người ném xuống sông, tức là cái bọc thịt. Khi cái bọc thịt này đó thì sao lại được một vị đạo sĩ vớt lên đem về, thì nửa tháng sau đó thì một phần nó biến thành
đương trai và biến thành đương gái. Thì nhờ cái lòng từ bi mới cảm đến cái đầu ngón tay của vị đạo sĩ đó, tự nhiên tiết ra sữa. Thì khi mà đứa bé nó bú sữa này thì bụng nó lại tự nhiên nó trong suốt từ trong đến ngoài. Thấy không? Cái vị đạo sĩ nhân đó mới đặt tên cho chúng là Ly Sa Tử, tức là Ly Sa Tử tức là nghĩa là da mỏng đó. Thấy không? Cho nên là trong thành này là có cái dòng Ly Sa Tử đó, các vị công tử Ly Sa Tử rồi đó. Thấy không? Mình là đọc kinh mình hay nghe đó. Thì đến khi hai đứa trẻ này được 16 tuổi thì sống bằng nghề chăn trâu, cất nhà ở chung, rồi thành hôn với nhau, tôn người nam làm vua, người nữ làm phu nhân. Về sau thì họ sinh ra được nhiều vị vương tử nữa. Rồi vì nhân duyên là ba lần xây nhà nó rộng rãi thêm ra, cho nên mới gọi là Tỳ Xá Ly hay là Tỳ Gia Ly đó, tức là Quảng Nghiêm, cho nên tên thành Quảng Nghiêm. Đó, đó là cái sự tích, thấy không? Thì đó là nói về cái gọi là sứ thành tựu. Rồi cùng với 8.000 vị đại tỳ kheo, 32.000 vị Bồ Tát. Đây là tiếp đến cái phần gọi là chúng thành tựu. Phần chúng thành tựu này thì rất dài, thấy không? Trước là kể đến là 8.000 vị đại tỳ kheo. Tỳ kheo mà đại tỳ kheo là chỉ cho những bậc trưởng lão, thấy không? Rồi 32.000 vị Bồ Tát, thấy không? Rồi kế mới nói đến kế mới tăng nói đến những cái gọi là những cái công đức của các vị Bồ Tát này, thấy không? Những Bồ Tát này là có những cái công đức, tức là những vị được mọi người quen biết, đại trí và bổn hạnh thảy đều thành tựu từ nơi quy thần của Phật mà dựng lập, làm bước thành hộ pháp, nhận lãnh và giữ gìn chánh pháp, hay rống lên tiếng rống sư tử, tiếng tâm vang cả mười phương, làm bạn chẳng mời thỉnh của mọi người mà đem lại an ổn cho họ. Rồi nói thành tam bảo hay khiến cho chẳng dứt, hàng phục các ma quán, ngăn dẹp những ngoại đạo, thải điều thanh tịnh, hằng lìa khỏi ngũ cái thập triền, tâm luôn an trụ nơi vô ngại giải thoát, niệm và định giữ gìn không mất, biện tài thao thao, bố thí, trì giới nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định trí tuệ và sức phương tiện thải điều đầy đủ, đến vô sở đắc, vô sanh pháp nhẫn, đã hay tùy thuận chuyển bánh xe bất thối. Khéo hiểu về pháp tướng, rõ biết căn tánh chúng sanh, che cả đại chúng, không có điều gì sợ sệt, dùng công đức trí tuệ để tu tâm mình, tướng tốt trao thân, sắc đẹp bậc nhất, đã bỏ những thứ trang sức có ở thế gian, tên tuổi cao xa vượt hơn núi Tu Di, lòng tin sâu và vững chắc như kim cương, pháp bảo soi chiếu khắp mà rưới mưa cam lồ, đối với mọi lời lẽ rất là vi diệu bậc nhất, thâm nhập lý dương khởi, đoạn dứt các tà kiến, không còn tập khí thừa về hai bên có không, diễn nói pháp không sợ sệt giống như sư tử rống, những điều giảng nói ra như là sấm vang, không có hạn lượng và đã vượt qua hạn lượng, gom nhóm mà mọi pháp bảo như vị thầy dẫn đường trên biển, rõ suốt nghĩa vi diệu sâu xa của các pháp, khéo biết chỗ đi đến của chúng sanh qua lại và chỗ tâm hoạt động gần với huệ tự tại của Phật vô đẳng đẳng, như là thập lực tứ vô sở quý, thập bát bất cộng, đóng bít tất cả các cửa ác thú mà sanh nơi năm đường để hiện thân mình, làm vị đại y vương khéo trị lành các bệnh, tùy bệnh cho thuốc khiến đều được lành mạnh, vô lượng công đức đều được thành tựu, vô lượng cõi Phật đều trang nghiêm thanh tịnh, ai thấy nghe cũng đều được lợi ích, có làm ra việc gì cũng chẳng luống uổng, tất cả công đức như thế thảy đều thành tựu. Thì các vị Bồ Tát này là thành tựu các công đức lớn như vậy, thấy không? Thành ra đây là
mới vào đầu đó thì mình nghe đến những cái gọi là công đức không? Lớn lao của các vị Bồ Tát, không? Tức là những vị mà gọi là được mọi người quen biết, tức là có tiếng tăm, nhiều người biết, rồi đại trí và bổn hạnh thấy đều thành tựu, không? Tức là đây là những vị mà đã thành tựu cả trí và hạnh, không? Tức là hiểu và hành đầy đủ, từ nơi quy thần của Phật mà dựng lập, tức là sống là khế hợp với Phật đó, được Phật thường hộ niệm, không có gì phá hoại được, không? Làm bước thành hộ pháp, nhận lãnh và giữ gìn chánh pháp, không? Các vị này là đủ sức để mà hộ trì và giữ gìn chánh pháp, giống như là bước thành đó, không? Rồi hay rống lên tiếng rống sư tử, tức là đầy đủ cái tinh thần vô quý, không? Giữa đông người gọi là hàng phục tất cả đó, thấy không? À, tiếng tăm lại vang cả mười phương, thấy không? Thì đây là không phải là phô trương, không phải phô trương tiếng tăm, nhưng mà do cái đạo đức trí tuệ cho nên khiến mười phương đều nghe biết, cho nên rồi làm bạn chẳng mời thỉnh của mọi người mà đem lại an ổn cho họ, thấy không? Đó. Tức là Bồ Tát với cái tinh thần vô ngã, cho nên vì lợi chúng sanh sẵn sàng làm bạn mà chẳng cần ai mời thỉnh, thấy không? Chỉ vì nghĩ đến lợi ích cho người thôi, thấy không? Đó. Rồi nói thành tam bảo hay khiến cho chẳng dứt, thấy không? Tức là hay tiếp nối làm hương thạnh tam bảo lâu dài thế gian này, nghĩa là hay tích lũy công đức để mà thẳng đến thành Phật đó, thấy không? Rồi hàng phục các ma quán, ngăn dẹp những ngoại đạo, ma quán ngoại đạo đều không còn là cái chướng ngại đối với các ngài nữa, thấy không? À, thải đều thanh tịnh, hằng lìa ngũ cái tập triền, tức là không còn bị, nghĩa là những cái thứ gọi là cái triền nó che đậy, nó ràng buộc làm mất thanh tịnh, thấy không? Ngũ cái tức là gì? Ngũ cái tức là một là tham dục, hai là sân hận, ba là thùy miên, bốn là trạo hối. Trạo hối tức là nó luôn luôn nó dao động về vì cái ăn năn đó, cho nên tâm nó bất an, không có định được đó, thấy không? Rồi năm là nghi, nghi ngờ. Năm cái đó gọi là năm thứ nó che đậy, thấy không? Thì các ngài này đã sạch hết, mà cái thứ đó nó không còn che đậy nữa. Cho nên là quý vị mà hay ngủ nhiều là cũng bị cái che đó, thấy không? Rồi thập triền. Thập triền tức là 10 cái thứ nó ràng buộc ra, thấy không? Một là không tàm. Hai là không quý. Thấy không? Không tàm tức là không biết hổ, không quý là không biết thẹn, tức là không biết hổ với người, không biết thẹn với mình, thấy không? Tức là không biết hổ thẹn đó, thấy không? Rồi ba là ganh ghét. Ganh ghét nó cũng là một cái thuộc về cái ràng buộc, thấy không? Cái trói. Bốn là bỏn sẻn. Năm là hối. Hối tức là ăn năn day dứt đó, thấy không? Rồi sáu là ngủ nghỉ. Bảy là trạo cử, thấy không? Trạo cử tức là cái dao động ngoài không yên đó. Tám là hôn trầm, chín là sân, mười là gọi là che giấu, thấy không? Thì đó gọi là thập triền, thấy không? Như vậy thì các vị Bồ Tát này á, là đã qua được, thấy không? Những cái gọi là cái triền không còn bị che đậy, không bị ràng buộc, thấy không? Rồi tâm luôn an trụ vô ngại giải thoát, niệm và định giữ gìn không mất,
biện tài thao thao. Đây tức là tâm tự tại giải thoát đầy đủ bốn thứ là niệm, định, tổng trì, biện tài. Mình tu là phải dứt niệm, mà đây các ngài lại đầy đủ niệm là sao? Không? Mình tu là phải dứt, tu vô niệm mà. Không? Mà đây là các ngài này là đầy đủ niệm. Không? À, cho nên mình học là phải hiểu được. Bây giờ chữ niệm nó có nhiều nghĩa. Thấy không? À, động niệm nào đó là khởi niệm, động niệm nào đó là thành vọng niệm, thấy không? Mà chữ niệm đó mình niệm gọi là chánh niệm đó, thấy không? Thì chữ niệm gọi là chuyên nhớ, không có quên, cho nên gọi là chánh niệm đó. Cho nên đây là các ngài gọi là luôn là nó trong cái chánh niệm mà chuyên nhớ, nó không có quên, thấy không? Rồi định là không có loạn đó, thấy không? Tổng trì tức là gìn giữ, nó không có sót, biện tài, thao thao, không có dứt. Đó, thấy không? Rồi bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ và sức phương tiện, thảy đều đầy đủ. Thì đây là đầy đủ sáu ba la mật và cái phương tiện thiện xảo. Đến vô sở đắc, vô sanh pháp nhẫn, đã hai tùy thuận mà chuyển bánh xe bất thối. Tức là được đến cái chỗ vô sở đắc, tức là không còn gì để được, vô sở đắc, rồi đã đạt được vô sanh pháp nhẫn, không có gì làm thối chuyển được nữa, cho nên là hai tùy thuận chuyển bánh xe bất thối, không? Khéo hiểu biết, tức là khéo hiểu về pháp tướng, rõ biết căn tánh của chúng sanh, các ngài này là các ngài hiểu được các pháp tướng sai biệt. Hiểu các pháp tướng sai biệt mà cũng rõ biết những căn tánh không đồng của chúng sanh nữa, cho nên giáo hóa thích hợp với mọi người. Biết được các pháp tướng sai biệt thế nào, rồi căn tánh chúng sanh sai biệt thế nào, cho nên rồi thuyết pháp giáo hóa thì ứng hợp với họ. Rồi che cả đại chúng, không có điều gì sợ sệt. Tức là tự tại vượt lên trên đại chúng đó, đủ sức vô quý, nghe không? Dùng công đức trí tuệ để tu tâm mình, tức là có đủ cái sức trí tuệ để mà soi sáng nơi tâm, chứ không có để tâm mê. Rồi tướng tốt, trao thân sắc đẹp bậc nhất, là đầy thân đầy đủ những cái tướng tốt. Đã bỏ những cái thứ trang sức có ở thế gian, thấy không? Tức là tự có công đức trang nghiêm ở bên trong rồi, cho nên không nhờ những thứ trang sức ở bên ngoài, thấy không? Tên tuổi cao xa vượt hơn núi Tu Di, là tiếng tâm vượt lên trên cả những cái thứ khen ngợi tầm thường, cho nên là vượt cao hơn núi cả Tu Di nữa, thấy không? Lòng tin sâu và vững chắc như kim cương, đầy đủ lòng tin, không có gì làm lay chuyển. Pháp bảo soi chiếu khắp mà rưới mưa cam lồ, tức là có thể đem cái pháp bảo để làm đến khắp đến cho chúng sanh đó. Rồi đối với mọi lời lẽ rất là vi diệu bậc nhất, tức là rất là khéo nói năng bậc nhất đó, cho nên là những lời lẽ nói ra rất là vi diệu, do đó người thích nghe. Thâm nhập lý dương khởi, đoạn dứt các tà kiến, không còn tập khí dư thừa về hai bên có không. Tức là đặt sâu được cái lý dương khởi. Cho nên mình học Phật là mình cũng phải là hiểu sâu về lý dương khởi. Như rồi học Trung Quán Luận đó, thấy hiểu rõ sâu lý dương khởi thì không còn mắc kẹt hai bên có không, trung đạo vào trung đạo. Cho nên đây gọi là đoạn dứt các tà kiến, thấy không? Rồi không còn những cái tập khí dư thừa về hai bên có không. Diễn nói pháp không sợ sệt, giống như là sư tử rống, thấy không? Tức là nói pháp một cách xác quyết, mạnh mẽ, đầy đủ tự tin, cho nên không sợ sệt, thấy không? Những điều nói ra, tức là những điều mà giảng nói ra đó như là sấm vang rồi đó.
Đó, tức là nói ra thức tỉnh cho người, làm chấn động nơi tâm người. Không có hạn lượng và đã vượt qua hạn lượng, tức là đây là vượt ngoài cái tâm phân biệt hữu hạn. Rồi gom nhóm mọi pháp bảo như vị thầy dẫn đường trên biển, tức là khéo dẫn dắt chúng sanh để mà đạt đến cái pháp bảo chân thật đó. Rồi rõ suốt nghĩa vi diệu sâu xa của các pháp, tức là thấu suốt những cái nghĩa lý vượt ngoài lời nói, suy nghĩ, phân biệt, chỗ mà thức tình khó đến đó. Cho nên gọi là rõ suốt được những nghĩa vi diệu sâu xa, chứ không phải là chỉ hiểu ở trên chữ nghĩa, cái gọi là văn tự, mà đây là thấu đến những cái nghĩa vi diệu sâu xa, tức là những cái nghĩa mà ngoài lời nói đó. Đó. Rồi khéo biết chỗ đi đến của chúng sanh qua lại và chỗ tâm hoạt động, tức là biết được chỗ đi đến và chỗ tâm hành của, tức là tâm hành thiện ác của chúng sanh đó, tức là thấu suốt được sanh tử của chúng sanh. Đúng không? Rồi gần với huệ tự tại vô đẳng đẳng, như là thập lực tứ vô sở quý thập bát bất cộng, tức là gần với Phật. Bồ Tát đây là gần với Phật nhưng mà chưa chưa phải Phật, cho nên là gần thôi. Đúng không? Thì huệ tự tại của Phật là vô đẳng đẳng, tức là không có ai ngang bằng, thấy không? Nhưng mà các ngày này thì gần đến, thấy không? Đó. À, bởi vì cái huệ tự tại của Phật vô đẳng đẳng đó là chỉ Phật với Phật, thấy không? Chỉ Phật với Phật mới có thôi, thấy không? À, chứ không ai ngang bằng được. Thì đây là các ngài Bồ Tát đó, các vị Bồ Tát này là có công đức gần với Phật đó. Rồi còn thập lực tức là được 10 cái món trí tuệ của Phật, thấy không? Thì các ngài cũng gần đến. À, thì những cái này là mình học qua để rồi mình xét lại mình để mà ráng tu tập. Chứ nhiều khi rồi học thiền nói lý bắn bổng không à, thấy không? À, mà đối với những cái công đức của Phật chưa bằng hết mà mình nói là gọi là kiến tánh thành Phật, ngay đây tôi thành Phật rồi, phải không? À, nhưng mà sự thật công đức là chưa bằng. Tức là 10 trí lực là sao? Một là tri giác, xứ phi xứ trí lực, tức là cái sức trí biết được sự vật nào là đạo lý hay là chẳng phải đạo lý, biết rõ cái nào là đạo lý, cái nào là chẳng phải đạo lý, rành rẽ, thấy không? Còn mình có khi biết khi không. Đó. Còn thứ hai là tri tam thế nghiệp báo trí lực, tức là sức trí biết rõ nhân quả của chúng sanh ở trong ba đời. Đó. Như thế không? Còn mình nhiều khi trong một đời biết không hết. Không? Rồi thứ ba là tri chư thiền giải thoát tam muội trí lực, là sức trí biết rõ những cái pháp tam muội thiền giải thoát. Những cái pháp tam muội thiền giải thoát đều biết rõ hết. Đúng không? Bốn là tri chúng sanh tâm tánh trí lực, là cái sức trí là biết rõ tâm tánh của chúng sanh cao hay thấp, vân vân, biết rõ hết. Đúng không? Đó. Bởi vậy mà Phật này giáo hóa đâu đó là chúng bệnh hết. Đúng không? Rồi năm là tri chủng chủng trí lực, là sức trí biết rõ chúng sanh hiểu đạo tới đâu, biết rõ lối nhận hiểu của thế gian và sức thế gian thế nào, rõ ràng. Đúng không? Đó. Rồi sáu á, là tri chủng chủng cảnh giới trí lực, là sức trí biết rõ các cảnh giới khác nhau của chúng sanh như thế nào. Đúng không? Các cảnh giới chúng sanh là khác nhau thế nào đó đều biết rõ hết. Bảy là tri nhất thiết sở đạo trí lực, là cái sức trí biết rõ tất cả đạo mà người tu hành sẽ đạt tới, như là tu thập thiện ngũ giới thì sẽ được cõi trời cõi người, tu pháp vô lậu bát chánh đạo thì sẽ được niết bàn, thì biết rõ rành hết. Rồi tám là tri thiên nhãn vô ngại trí lực, là cái sức trí vận dụng thiên nhãn thấy biết mọi việc của sanh tử và nghiệp thiện ác của chúng sanh mà không hề bị ngăn ngại.
thấy không? Gọi là vô ngại đó, tức là đây là thiên nhãn vô ngại, thấy không? Thì chính là tri túc mạng vô lậu trí lực, là trước trí biết rõ các đời trước của chúng sanh, biết rõ là vô lậu niết bàn, thấy không? Đó. Rồi mười là tri vĩnh đoạn tập khí trí lực, tức là cái sức trí biết rõ như thật mọi tàn dư tập khí vọng hoặc, là vĩnh viễn đoạn diệt chẳng có sanh trở lại, không còn gọi là cái tập khí dư thừa. Cho nên là Phật á thì mới hết tập khí dư thừa, thấy không? Còn các vị gọi là A La Hán thanh văn đó, thấy không, thì tuy là giải thoát sanh tử nhưng mà cái tập khí dư thừa đó cũng chưa hết. Cho nên mình đọc trong kinh là thỉnh thoảng có kể đó, thấy không, ngày ngày gì Tất Lăng Già Bà Ta mà cái tập khí mà gì kiêu mạn, thấy không, của 500 đời làm cho Bà La Môn đó, thấy không? Thì vậy tức là cái đó là những người là tập khí dư thừa đó. Cho nên là các vị mà A La Hán thì chỉ những vị mà gọi là đạt được chứng được, nghe không, gọi là các thứ thần thông, rồi có tha tâm thông thì mới thấu được những cái tâm của các ngài nó sạch hết lậu hoặc thì mới biết được đó A La Hán. Còn nhiều khi những gì bình thường đó thì không biết được, vì thấy các ngài thì cũng giống như vị tỳ kheo bình thường thôi, nghe không? Cho nên là như có câu chuyện mà vị trưởng lão tỳ kheo với vị tỳ kheo trẻ mà đi khất thực, tới hôm đó là cái vị tỳ kheo trưởng lão có cái bệnh đau bụng gió rồi đó, thì được thí chủ cúng dường cho bát cháo nóng, thì ngài mới nghĩ là mình đang là bị đau, gọi là đau bụng gió rồi đó, thì cái bát cháo nóng này là nó thích hợp. Cho nên là ngay đó thì ngài mới ngồi ở cái ghế về trước cửa đó, ngài dùng liền. Thì cái vị tỳ kheo trẻ thấy vậy mới nghĩ là sao cái ngài này sao mà giống như hơi ham ăn, mới nhận được cái ăn liền, thấy không? Nhưng mà ngài là không biết được là ngài là bậc A La Hán, cho nên là ngài có tha tâm thông, nghĩ vậy là biết liền. Thì ngài mới kêu lại hỏi ông đối với các cái đạo quả được đạo quả gì chưa. Thì cái vị tỳ kheo trẻ đó nói là dạ con cũng được sơ quả, tức là cũng được tu đạo hoàng rồi, tu đạo hoàng rồi chứ không phải thường thường. Thì ngài nói nhưng mà ông có biết ta không, ta là đã nghĩa là tứ quả rồi, thấy không? Cho nên là với cái gọi là cái tâm niệm của ông đó thì đừng mong gì mà tiến lên những quả trên. Thì ngay vị tỳ kheo đó nghe vậy mới vội vàng sám hối ngài đó. Thì vậy để thấy rằng vậy thì tuy là A La Hán nhưng mà đi chung không biết. Cho nên quý vị đừng có mà gọi là chủ quan, thấy không? Rồi hoặc là cứ lo suy nghĩ theo cái thấy cái hiểu của mình rồi phán đoán theo mình đó, thì nhiều khi sai lầm không ai không biết, thấy không? Tức là các vị này là A La Hán nhưng mà rồi sống cũng như vị tỳ kheo bình thường, thấy không? Cũng có tướng bình thường ấy, chứ đâu phải là phóng hào quang rồi như mình đọc trong kinh rồi, không đâu phải phóng hào quang rồi rực rỡ rồi thì mình biết đó. Cho nên là đó, do đó rồi cho nên là cũng có khi là cũng còn có những cái là cái tập khí dư thừa là vậy đó, thấy không? Còn Phật là sạch hết, Phật mới được dính đoạn tập khí, nhờ quý vị nhớ, thấy không? Thì vậy thì để cho mình thấy rằng mình tuy là gọi là tu thiền ngộ đạo gì nữa, thấy không, nhưng mà chưa phải hẳn là dính đoạn tập khí đâu, thấy không? Rồi đừng có vội mà tự hào. Đó là về về thập lực, thấy không? Và tứ vô sở quý, Phật là có được tứ vô sở quý nữa, tức là bốn cái điều mà không có sợ sạch gì, thấy không? Thứ nhất là nhất thiết trí vô quý, tức là đối với các pháp điều giác biết hết, trụ trong cái chánh kiến, không có phức phục điều gì, có một sự tự tin, không có sợ hãi, thấy không?
Và thứ hai là lậu vĩnh tận vô úy, tức là đoạn hết tất cả phiền não nên không có sự sợ hãi từ các chướng nạn bên ngoài. Đối với các chướng nạn ngoài là không có sợ hãi. Rồi ba là thuyết chướng đạo vô úy, tức là nói rộng về các pháp tu hành chướng đạo, các pháp tu hành chướng ngại, đồng thời không sợ hãi đối với bất cứ một sự bắt bẻ nào. Tức là nói rõ những cái pháp tu hành mà nó chướng ngại thế nào đó, Ngài sẵn sàng nói biết rõ hết, mà nói một cách tự tin, cho nên không sợ ai bắt bẻ. Rồi bốn là thuyết tận khổ đạo vô úy, tức là giảng nói về đạo xuất thế, không hề sợ hãi điều gì. Đó, bốn điều vô úy. Rồi thập bát bất cộng, tức là 18 cái thứ công đức mà của Phật có thôi, chứ chẳng có chung cùng với ba thừa. Cho nên gọi là bất cộng đó, không có chung. Thứ nhất là thân không lỗi. Đức Phật thì từ vô lượng kiếp đến nay đã giữ giới thanh tịnh, công đức đầy đủ, cho nên tất cả phiền não đều dứt rồi. Do đó mà thân không có lỗi. Rồi thứ hai là miệng không có lỗi. Nghĩa là Phật có vô lượng trí tuệ biện tài. Pháp do Ngài nói ra đó là tùy theo các cơ nghi khiến cho họ đều được chứng ngộ hết. Cho nên là miệng nói là miệng là không có lỗi. Rồi ba là niệm không có lỗi. Niệm tức là Phật tu các thiền định sâu xa, tâm không có tán loạn, tâm không có đắm nhiễm các pháp, cho nên được sự an ổn địa nhất nghĩa. Rồi bốn là không có tưởng khác. Nghĩa là Phật là bình đẳng quá độ tất cả chúng sanh, chứ không có cái tâm chọn lựa. Tức là người này thích với mình, thích hợp với mình là độ, người kia mình không thích không độ. Không có vậy. Năm là không có tâm bất định. Tức là mọi hành động đi đứng ngồi nằm của Phật thường không có lìa thắng định sâu xa, nhiếp tâm trụ ở trong thiện pháp, không thối thất thật tướng các pháp. Cho nên gọi là không có tâm bất định, không có tâm mà chẳng định. Rồi sáu là không có tâm chẳng biết đã xả. Tức là đối với các cái thứ thọ như là khổ vân vân, thì Phật giác biết cái tướng sanh trụ diệt trong từng niệm và trụ trong sự vắng lặng bình đẳng. Đó. Rồi bảy là dục không giảm. Chứ dục này không phải là ngũ dục. Không? Dục đây tức là Phật đầy đủ cái thiện hạnh, cho nên luôn muốn hóa độ các chúng sanh mà không có bao giờ chán bỏ. Không? Rồi tám là tinh tấn không giảm. Là thân và tâm của Phật đều là tinh tấn. Vì độ chúng sanh nên thường hành các phương tiện không ngừng nghỉ. Từ Phật là được cái đầy đủ là tinh tấn cũng không giảm nữa. Đó. Còn mình soi lại mình mới thấy hổ thẹn. Đó. Phật mà còn tinh tấn không giảm. Còn mình thì còn giải đãi. Chính là niệm không giảm. Tức là Pháp và tất cả trí tuệ của chư Phật ba đời đều tương ưng, không có thối chuyển. Không? Rồi 10 là huệ không giảm. Là Phật có tất cả trí tuệ, thì trí tuệ này là vô ngại đối với ba đời, cho nên là không có phiết giảm. Rồi 11 là giải thoát không giảm. Không? Giải thoát không giảm tức là Phật là xa lìa tất cả chấp trước, có đủ hữu vi giải thoát và vô vi giải thoát. Đủ cả hữu vi giải thoát và vô vi giải thoát. Tất cả những cái tập khí phiền não thay đều dứt sạch. Cho nên đối với giải thoát là không có phiết giảm. Thấy không? Rồi 12 á. 12 là giải thoát tri kiến không giảm. Đấy, giải thoát tri kiến tức là Phật thấy biết rõ ràng các tướng giải thoát mà không có bị che chướng. Rồi 13 là tất cả thân nghiệp tùy trí tuệ mà thực hành. Nghĩa là những cái thân nghiệp đó tùy theo trí tuệ, mà làm cái gì là cũng theo trí tuệ hết.
bốn, 14 là tất cả khẩu nghiệp tùy trí tuệ mà nói năng. Không? Thân thì tùy theo trí tuệ mà làm, mà thực hành cái gì là cũng hợp với trí tuệ hết, làm gì cũng có trí tuệ. Còn miệng thì nói gì cũng là theo trí tuệ. Chứ không phải như mình muốn nói nhiều lỗi lầm. Không? Đó. Rồi 15 là tất cả ý nghiệp tùy trí tuệ mà tư duy. Ý nghiệp tức là tùy nghĩ tư duy gì cũng theo trí tuệ hết. 16 là trí tuệ thấy biết quá khứ không có ngại, không có chướng. À, rồi 17 là trí tuệ thấy biết vị lai không có ngại, không có chướng. Rồi 18 là trí tuệ thấy biết hiện tại không có ngại, không có chướng. Tức là đối với ba đời thấy biết không có chướng. À, đó gọi là 18 cái pháp bất cộng của Phật. À, thành ra vậy mới thấy rằng gì mình so với đó được mấy cái. À, rồi mà lo nhiều khi là tự hào, tự mãn. Cho nên gọi là gì bắn bổng, không? Đó là không phải thật. À. Thì các vị Bồ Tát này là gần đến được như vậy, chưa phải là hoàn toàn viên mãn. Cho nên đây là pháp bất cộng mà của Phật, cho nên mới nói là gần đó. Không? Rồi các ngài là đóng bít tất cả cửa ác thú mà sanh nơi năm đường để hiện thân mình. Không? Tuy là đóng cửa ác thú nhưng mà lại sanh nơi năm đường để hiện thân. Tức là vì quá độ chúng sanh. Không? Tức là đây là sanh mà chẳng sanh. Không? Tuy có hiện thân nhưng mà không kẹt ở nơi sanh. À, chứ không phải là như chúng sanh là bị nghiệp dẫn. Không? Đó. Rồi làm vị đại y vương khéo trị lành các bệnh, tùy bệnh cho thuốc, khiến đều được lành mạnh. Tức là cái vị thầy gọi là vua thầy thuốc, hay trị lành các thứ tâm bệnh cho chúng sanh, biết cho thuốc đúng theo bệnh. Rồi vô lượng công đức đều thành tựu, vô lượng cõi Phật đều trang nghiêm thanh tịnh. Là thành tựu vô lượng công đức, trang nghiêm vô lượng cõi Phật, tức là chỗ làm đều được thanh tịnh tốt đẹp. Rồi thấy nghe, tức ai thấy nghe cũng đều được lợi ích. Bởi vì cái công đức rộng lớn, cho nên ai thấy nghe thì đều được lợi ích hết, là có sức cảm ứng rất lớn lao. Không? Rồi có làm ra việc gì cũng chẳng luống uổng. Không? Mọi việc làm đều có lợi ích, có ý nghĩa, chứ không có làm suông. Cho nên mọi việc làm đều không có luống uổng. Rồi tất cả công đức như thế, thảy đều đầy đủ. Không? Rồi như vậy thì đây là tổng kết lại là các ngài đầy đủ tất cả những cái công đức như thế. Không? Thì đó là kể các công đức của các ngài đó để cho người nghe, không? Rồi mình mới soi lại chính mình để mà học theo, để mà xa lìa dần những cái thứ duyên nó hư vọng, nó che mờ công đức của chính mình. Không? Đó. Rồi kế mới kể tên các vị này, thấy không? À, tên các vị ấy là, thấy không? Đó. À, tức là đây mới kể đó, thấy không? Như là Bồ Tát Đẳng Quán, rồi Bồ Tát Bất Đẳng Quán, Bồ Tát Đẳng Bất Đẳng Quán, Bồ Tát Định Tự Tại Vương, Bồ Tát Pháp Tự Tại Vương, Bồ Tát Pháp Tướng, Bồ Tát Quang Tướng, Bồ Tát Quang Nghiêm, Bồ Tát Đại Nghiêm, Bồ Tát Bảo Tích, Bồ Tát Biện Tích, Bồ Tát Bảo Thủ, Bồ Tát Bảo Ấn Thủ, Bồ Tát Thường Cử Thủ, Bồ Tát Thường Hạ Thủ, Bồ Tát Thường Thảm, Bồ Tát Hỷ Căn. Bồ Tát mà có Bồ Tát Thường Thảm đó, tức là thường buồn. Đó, là thương chúng sanh đó, không? Bồ Tát Hỷ Căn, Bồ Tát Hỷ Vương, Bồ Tát Biện Âm, Bồ Tát Hư Không Tạng, Bồ Tát Chấp Bảo Cự, Bồ Tát Bảo Võng, Bồ Tát Bảo Kiến, Bồ Tát Thường Võng, Bồ Tát Minh Võng, Bồ Tát Vô Duyên Quán, Bồ Tát Huệ Tích, Bồ Tát Bảo Thắng, Bồ Tát Thiên Vương, Bồ Tát Bất Hoại, Bồ Tát Hoại Ma, Bồ Tát Điển Đức,
Bồ Tát Tự Tại Vương, Bồ Tát Công Đức Tướng Trăng, Công Đức Tướng Nghiêm, Bồ Tát Sư Tử Hống, Bồ Tát Lôi Âm, Bồ Tát Sơn Tướng Kích Âm, Bồ Tát Hương Tượng, Bồ Tát Bạch Hương Tượng, Bồ Tát Thường Tinh Tấn, Bồ Tát Bất Hưu Tức, Bồ Tát Diệu Sanh, Bồ Tát Hoa Nghiêm, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, Bồ Tát Phạm Võng, Bồ Tát Bảo Tượng, Bồ Tát Vô Thắng, Bồ Tát Nghiêm Độ, Bồ Tát Kim Kế, Bồ Tát Châu Kế, Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Văn Thù Siêu Lợi Pháp Vương Tử, 32.000 vị như thế, vân vân. Tức là đây là kể tên một số vị Đại Bồ Tát tiêu biểu cho 32.000 vị. Chứ mà kể hết là không kể hết nổi. Như vậy là 32.000 vị Bồ Tát mà giữ trong Pháp hội. Rồi lại có 10.000 vị Phạm Thiên như là Thi Khí vân vân từ ngoài bốn cõi thiên hạ đến chỗ Phật mà nghe Pháp. Lại có 12.000 vị Thiên Đế cũng từ ngoài bốn cõi đến trong hội cùng những vị có quy lực lớn khác như là Chư Thiên, Long, Thần, Dạ Xoa, Càn Thác, Bà, Atula, Kalola, Khẩn Na La, Màu La Già, vân vân, thải đều đến trong hội và các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di cùng đến ngồi trong hội. Đây là kể đến là các vị Phạm Thiên, Đế Thích, rồi Thiên Long, Bát Bộ, rồi người xuất gia, người tại gia, nam nữ có đủ dự trong hội chúng. Thì đây gọi là cái phần gọi là chúng thành tựu đó. Cho nên phần chúng thành tựu này là chúng hội rất là trang nghiêm. Thấy không? Thì đó cũng là nhắc để cho người nghe. Thấy không? Chúng hội trang nghiêm vậy đó. Cho nên người nghe là cũng phải hết lòng lắng nghe, thanh tịnh. Chớ có gọi là vọng tưởng lăng xăng. Thấy không? Vọng tưởng lăng xăng là không được dự vào trong đó. Thấy không? Mà không được dự vào đó tức là mình không có nghe sâu được nghĩa lý của kinh này. Do đó mà mình học kinh này cũng phải học cái tinh thần đó. Thấy không? Đó. Thì trên đây á, đây là thuộc về cái phần gọi là tựa chung. Thấy không? Tựa chung tức là thường các kinh này có cái phần chung của sáu thứ thành tựu vậy đó. Thấy không? Kế đến là mới cái phần tựa riêng cho kinh này. Đây là phần tựa riêng. Lúc đó, Phật cùng vô lượng trăm nghìn đại chúng cung kính vây quanh mà vì nói Pháp, ví như núi Chúa Tu Di nổi bật lên nơi biển cả. Ngài ngồi yên nơi tòa sư tử bằng nhiều thứ báo che tất cả đại chúng đến đây. Tức là lúc đây là Phật gọi là ở giữa hội chúng uy nghiêm, không? Cho nên là Phật ở giữa đại chúng là giống như là núi Chúa Tu Di nổi bật lên này đó. Ngài ngồi nơi cái tòa sư tử bằng nhiều thứ báo che khắp cả đại chúng, tức là Ngài nổi bật, không? Uy nghiêm hơn cả tất cả, vượt lên trên tất cả, rồi che tất cả. Vậy thì tức là tất cả đồng hướng về Phật. Thấy không? Đồng hướng về Phật, quên cái ngã riêng tư của mình. Thấy không? Thì như vậy thì bây giờ, thấy không? Thì tất cả mà đại chúng mà nghe Pháp đây á, thì cũng phải vậy đó. Tức là sao? Cũng phải bằng nhất tâm gọi là hướng về quy đức của Phật để rồi mình mới nghe sâu được những nghĩa lý mà quên bớt cái ngã riêng tư đi. Bởi vì đây là gọi là mình nghe là nghe Pháp chứ không phải là nghe cái bản ngã này. Nó phải hiểu cái đó, nhớ kỹ điều đó đó thì mình học kinh và cũng như là kinh Duy Ma này thì mới có được những cái cảm sâu xa. Bởi vậy mà cũng như là Ngài Huyền Giác, Ngài đọc kinh Duy Ma Cật mà Ngài tỏ ngộ tâm địa,
Nhưng mà phát minh tâm địa. Thấy không? Rồi bây giờ trong thành Tỳ Gia Ly có trưởng giả tử tên là Bảo Tích cùng với 500 trưởng giả tử đều cầm lộng báo, tức là lộng bãi báo đi đến chỗ Phật, đầu mặt lại dưới chân Phật, mỗi người đem lộng báo của mình cùng dâng lên cúng dường Phật. Do quy thần của Phật làm cho các lộng báo này hợp thành một cái, che khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên, mà tướng rộng dài của cõi này thải đều hiện ở trong đó. Đây là gọi là ngoài cái sức tưởng tượng. Tức là lúc này thì ở trong thành Tỳ Gia Ly đó là có vị trưởng giả tử tên là Bảo Tích, thấy không? Cùng với 500 trưởng giả tử đó mới cầm lộng báo, lộng bằng bãi báo, thấy không? Đi đến với chỗ Phật. Rồi mới đầu lại đầu mặt đó, lại dưới chân Phật đó, rồi mỗi người mới đem cái lộng đó dâng cúng cho Phật, đem cái lộng báo đó, thấy không? Cúng cho Phật. Nhưng mà Phật làm sao mà dùng hết, thấy không? Thì đây do quy thần của Phật làm cho các thứ, các cái lộng báo đó hợp thành một cái, thấy không? Mấy trăm cái là hợp thành một cái thôi, rồi lại che khắp cả cõi Tam Thiên Đại Thiên, mà cái tướng rộng dài của cõi Tam Thiên đó đều hiện ở trong cái lộng báo đó, thấy không? Thì cho nên những cái chỗ này là mình phải gọi là lắng lòng, chú tâm, thanh tịnh, rồi nghe rồi mới có cảm ứng. Để cũng đây là thuyết pháp hết mà, thấy không? Chứ không phải đây là gọi là nói chuyện gọi là cổ tích, phải không? Không phải nói chuyện cổ tích nghe cho vui, phải không? À, đây là điều thuyết pháp hết. Tức là đây là để nêu lên cái gì? Tức là đến đây, thứ nhất là các vị này đối với cái lộng báo đó mà cũng không còn gọi là tham luyến, cho nên là dân cúng với Phật hết, phải không? Cái lộng báo đó không còn tham luyến, đồng hướng về Phật thôi. Rồi gọi là do cái quy thần của Phật thì các cái lộng này nó hợp lại thành một cái, rồi nó che cả Tam Thiên. Rồi cái những cái tướng rộng dài của cõi Tam Thiên đó đều hiện trong đó hết, tức là hiện ngay trong cái lộng báo. Như vậy thì lúc này là sao? Tức là lúc này là hết còn phân biệt kia đây, thấy không? Cái tướng mà rộng dài của cõi Tam Thiên nhưng mà hiện ở trong lộng báo hết, thấy không? Không còn có cái lộng này là của tôi, cái lộng kia của anh nữa, phải không? Hợp thành cái rồi, thấy không? Rồi không còn tranh nhau cái này cái kia nữa, đó, phải không? Rồi cũng quên mất cái tâm phân biệt lớn nhỏ, thấy không? Cả cõi Tam Thiên mà lớn vậy mà cũng hiện trong lộng hết, thì vậy là còn nói gì mà lớn nhỏ? Cho nên là quên luôn cái tâm phân biệt lớn nhỏ. Nào, biết không? Nó thì đó chính là thuyết pháp đó, chỗ đó chỗ thuyết pháp đó. Cho nên nếu mà người mà lanh lợi thì ngay đó là ngộ liền. Coi đây là mượn tướng để mà hiển bài pháp, hiển bài nghĩa. Không? Cũng như giống như các thiền sư vậy đó, lâu lâu mà giơ cái tay lên đó, phải không? Thì đó là coi là mượn tướng để mà hiển bài đó. Chứ đâu, cho nên giơ tay lên là cũng thuyết pháp. Còn này là cái lộng đó, không? Thì cũng là hiển bài pháp, cũng là thuyết pháp. Cho nên người mà lanh lợi ngay đó liền tỏ ngộ được đạo lý. Nghĩa là cả một cõi Tam Thiên rộng lớn mà đều hiện trong cái lộng chung đó hết. Nghe không? Thì ngay đó là ý nghĩa quá là sâu xa rồi. Nghe không? Mà ở đây á, thấy được như thế
là nhờ cái gì? Cả mà cõi tam thiên rộng lớn mà đều hiện trong cái lộng chung đó hết. À, như vậy thì ở đây mà thấy được như thế đó đó là nhờ cái gì? Đây là nhờ quy thần của Phật. Đúng không? Cho nên đây nhờ quy thần của Phật mà cho nên các lộng nó hợp thành một cái đó. À, tức là nhờ quy thần của Phật mà thấy được. Chứ không phải là con mắt phàm này mà thấy được. À, đều bị nhớ. Không? Đó. Thành ra chỗ đó là chỗ thiếu pháp cho mình đó. Cho mình ngay đó mà nếu mà ngộ được chỗ đó là quá hay rồi. Thì mình bây giờ muốn thấy được cái nghĩa này cũng phải sao? Đó. Nói bây giờ muốn thấy được nghĩa này đó thì cũng phải làm sao đây? Thì cũng phải nương theo quay thần của Phật. Không? Tức là muốn nương theo quay thần Phật. Nương theo quay thần Phật là sao? Là phải quên cái tâm phân biệt hạn hẹp phàm phu của mình này đi. Phải không? Nương qua thần của Phật mà quên cái ngã này đi, quên tâm phân biệt hạn hẹp này đi, à, thì mới thấy được nghĩa này. Còn cái nhớ tâm phân biệt này thì không thấy được. À, đem cái tâm phân biệt hạn hẹp này mà suy luận lăng xăng á thì cũng không đến đâu hết, nhiều khi là còn xuyên tạc nữa. À, đem cái tâm phàm này nè suy luận hồi thấy giống như cái chuyện là quyền thổi. Phải không? Giống như chữ quyền thổi. Đó. Rồi cái thì xuyên tạc nữa. Đó. Đó. Thì vậy thì càng xa nữa. Đó. Cho nên đó. Cho nên mình cũng phải gọi là nương quy thần của Phật mà thấy là vậy đó. Ừ. Mà nếu mà kiểu mà gọi là cứ đem cái tâm này mà suy luận lăng xăng đó thì cũng không thể được dự vào ở trong đó. Không được dự vào trong đó. Tức là không được dự đó, tức là không được nghĩa là thâm nhập cái nghĩa lý sâu xa đó. Ừ. À, thì cái chỗ này quý vị mà học trong nhà thiền rồi không? Thì lanh lợi một chút á thì cũng có thể gọi là cảm ngộ. Như là trong nhà thiền có thiền sư Hy Vận, tức là ngài Hoàng Bá đó, thấy không? Khi mà ngài ở chỗ ngài Nam Tuyền thời gian, khi mà từ giả đi nơi khác thì ngài Nam Tuyền ngài mới tiễn đi đến nơi cổng, tiễn ra cổng đó. Khi mà tiễn ra tới cổng rồi thì ngài Nam Tuyền ngài mới cầm cái chiếc mũ của ngài Hy Vận, tức là ngài Hoàng Bá, cầm đưa lên mới hỏi: trưởng lão thân to lớn mà chiếc mũ này rất nhỏ vậy. Không? Trưởng lão thì cái thân to lớn mà cái mũ này sao nhỏ vậy? Thì ngài Hy Vận đó mới thưa: tuy nhiên như thế đại thiên thế giới đều ở trong đó. Nói không? Tuy nhiên như thế là đại thiên thế giới đều ở trong đó. Thì vậy như thế không? Thì thiên sứ cũng thấy được. Nói không? Rõ ràng. Vậy thì đâu phải chuyện này, đâu phải là cái chuyện mà gọi là chỉ quyền thổi thôi. Đó là thuyết pháp đã rõ ràng đó. Không? Cho thấy là cái thấy của thiền sư là cũng khế hợp với kinh. Về đâu phải là gọi là cái chuyện này là chuyện mà chỉ có thời xưa thôi. Mà mình không có phần. Không? Mình vẫn có phần. Không? Là nếu mình khéo biết nghe, khéo biết nhận. Là đó, đâu vì mới thấy, không? Rồi tiếp theo nè, lại cõi tam thiên đại thiên này, nào là các núi Tu Di, núi Tuyết, núi Mục Chân Lân Đà, núi Đại Mục Chân Lân Đà, Hương Sơn, Kim Sơn, Hắc Sơn, núi Thiết Vi, núi Đại Thiết Vi, biển cả, sông ngòi, suối rạch, và mặt trời, mặt trăng, ngôi sao, cung trời, cung rồng, cung các vị tôn thần, thải đều hiện trong lộng báo. À, tức là nói rộng ra đó là các tướng sai biệt ở trên không, ở dưới nước, ở trên đất của cõi tam thiên đại thiên này đó đều hiện ở trong lộng báo hết. Thấy không? À.
Rồi sao nữa? Lại mười phương chư Phật và chư Phật nói pháp cũng hiện ở trong lộng báo. Vậy tức là trong lộng báo này cũng hiện đủ cả mười phương chư Phật và cảnh chư Phật nói pháp ở trong đó. Coi như là ngay trước mắt đây thấy khắp cả cõi nước Tam Thiên Đại Thiên và mười phương chư Phật. Như vậy là xóa tan cái ý niệm phân biệt hạn hẹp kia đây. Thế nào? À. Thì bây giờ tất cả đại chúng thấy sức thần của Phật, khen là chưa từng có, chắp tay lễ Phật, ngắm nhìn tôn nhang không nháy mắt. Thấy không? Bây giờ đại chúng là thấy được cái sức thần của Phật quá sức tưởng tượng. Thấy không? Đúng là việc là chưa từng thấy. Cho nên đây gọi là hy hữu đó, khen là chưa từng có đó. Cho nên trong lòng hết sức là thành kính, nhìn Phật không nháy mắt. Gọi là nhìn, ngắm nhìn tôn nhang mà không có nháy mắt. Nhìn Phật không nháy mắt là cũng để nói lên là trọn lòng hướng về Phật. Không còn nghĩ đông nghĩ tây nữa. Lúc này là không còn nghĩ đông nghĩ tây nữa. Phải không? Mà chính vì vậy đó thì mới nghe được những nghi lý sâu xa. À, đó, cho nên là mình học kinh rồi nghe kinh là cũng phải học được những cái tinh thần đó đó thì mình mới nghe được những cái chỗ sâu xa. À, còn mà để cho tâm mà lăng xăng nghĩ lung tung đó, phải không, thì không thể mà nghe được cái lý sâu xa được. Thôi thì bữa nay mình học tới đây. Học tiếp trong cái phần cũng phẩm Phật Vật trang số 9, tức là tới đây thì Trưởng Giả Tử Bảo Tích liền ở trước Phật dùng kệ tán tụng, tức là tiếp theo cái lời tiếp theo ở trên đó, thì đây là cái lời tán thán Phật để mà biểu lộ cả ba nghiệp thân khẩu ý đều được coi như đều thanh tịnh và thành kính để hướng về Phật. Không? Thì lúc này coi như là quên cái tình phàm đi, không? Để mà hướng về Phật đó. Thì đây là lời, cái là bài kệ tán tụng. Mắt sạch dài rộng như sen xanh, tâm sạch đã qua các thiền định. Không? Tức là trước là tán thán về mắt Phật. Thì mắt Phật đó là trong sạch và đẹp như là hoa sen xanh. Sen xanh tức là xanh trắng, nó rõ ràng, nhìn mà không có nhiễm, giống như hoa sen. Rồi tâm thì thanh tịnh, vượt qua tất cả các thứ thiền định. Phật thì nó là vượt qua hết các thiền định, tức là không còn phải dùng thiền định để định tâm nữa. Mình còn tu cho nên mình còn dùng thiền định để định tâm. Còn Phật là vượt qua hết các thiền định. À, cho nên tâm và mắt của Phật là đều thanh tịnh. À. Rồi lâu chứa tịnh nghiệp nhiều vô lượng, tịch diệt dẫn chúng nên kính lễ. Tức là Phật đã chứa cái tịnh nghiệp, tức là cái nghiệp thanh tịnh đó, từ vô số kiếp lâu xa. Không có thể tính kể được. Còn như vậy thì để mà soi lại mới thấy rằng còn mình á thì cũng chưa được là bao nhiêu, mà có khi có người đã tự mãn, thì cái đó là cái sai lầm. Rồi Phật thì Ngài dùng cái đạo tịch diệt để mà dẫn dắt chúng sanh, cho nên đây gọi là tịch diệt dẫn chúng đó, nghe không? Mà tịch diệt, đạo tịch diệt là gì? Tức là đưa vào niết bàn, chấm dứt khổ đau. Vậy thì cái công đức này nó rất là lớn lao, thì làm sao mà nói cho hết được? Cho nên đây mới gọi là tỏ bài cái lòng kính lễ. Đã thấy đại thánh dùng thần biến khắp hiện mười phương vô lượng cõi. Trong đó chư Phật vẫn nói pháp, khi ấy tất cả thải thấy nghe,
Thì đây là nhắc lại cái thần biến của Phật, thấy không? Ngài là bậc đại thánh tức là bậc thánh trong hàng thánh, thấy không? Đã hiện khắp cả 10 phương cõi nước và chư Phật diễn nói pháp, thấy không? Tức là hiện ở trong cái gọi là cái bảo cái đó, thấy không? Thì cái việc đó ở trong chúng đây thảy đều thấy nghe hết, nghe rõ ràng, không có gì nghi ngờ, thấy không? Đó. À, thường đem pháp thí, thường đem pháp tài, thí tất cả, tức là pháp vương, pháp lực vượt quần sanh, thường đem pháp tài thí tất cả, thấy không? Đây là tán thán Phật là bậc gọi là pháp vương tức là vua pháp, ngài là vua pháp làm sao? Tức là tự tại đối tất cả pháp mà không có ai hơn, thấy không? Rồi, pháp lực, thấy không? Thì vượt cả quần sanh, không có ai bị kịp. Rồi ngài thì gọi là thường đem gọi là cái pháp tài là cái của báo nơi pháp đó, để mà thí cho tất cả chúng sanh, đúng không? Mà không có bỏn sẻn, tức là không có tiếc dữ. Ngài sẵn sàng đem gọi là ban rãi cho chúng sanh, chỉ người là có chịu nhận hay không thôi. Rồi hai khéo phân biệt tướng các pháp, nơi nghĩa đệ nhất vẫn chẳng động, thấy không? Đây là động mà chẳng động, thấy không? Phân biệt tướng các pháp mà ở nơi nghĩa đệ nhất đó vẫn chẳng động, tức là sao? Cho nên chỗ này là chỗ mình nghiêm kỹ nè, đây là cái gọi là nó không mắc kẹt bên này bên kia đó, nghe không? Phân biệt tướng các pháp thì như vậy, tức là không phá bỏ cái tướng sai biệt của các pháp, nghe không? Phân biệt, nghe không? Chứ không phải là vậy là thành Phật là không biết gì hết, tương đương là tới đó là vô phân biệt rồi, phải không? Nhưng mà không phải vậy, đây là phân biệt tướng các pháp, tức là không có phá bỏ những cái tướng sai biệt của các pháp. Tuy nhiên phân biệt mà không mê, nó khác với chúng sanh là chỗ đó, phân biệt nhưng mà không có mê, không có bị các cái tướng sai biệt đó làm lầm, cho nên gọi là hay khéo phân biệt, thấy không? Thì vậy là không đồng với phàm phu là phân biệt là mê, đó không? Nghĩa là phân biệt mà không có rời để nhất nghĩa. Đấy không? Tuy phân biệt các tướng sai biệt của các pháp nhưng mà không rời đệ nhất nghĩa, tức là không rời thật tướng, thấy không? Tức là như vậy là không có rơi vào cái tướng sai biệt, phân biệt tướng các pháp mà không rơi vào cái tướng sai biệt, thấy không? Tức là không rời đệ nhất nghĩa, như vậy là tức là không có mê mất cái đệ nhất nghĩa đế, không mê mất đệ nhất nghĩa. Vậy tức là phân biệt mà vượt lên trên phân biệt, nói cho rõ, thấy không? Phân biệt mà lại vượt lên trên phân biệt, cho nên chỗ đó là chỗ mà gọi là chỗ tán thán Phật, thấy không? Thì cũng như trong thiền sư Quyền Giác đó, ngài gọi là phân biệt mà không có ý, thấy không? Chứ không đồng với chúng sanh phân biệt. Rồi đã được tự tại đối các pháp, thế nên kính lễ đấng pháp vương, thấy không? Là tán thán Đức Phật, ngài đã được coi như là tự tại đối với các pháp, là không còn bị các pháp làm ngăn ngại hay là làm mê mờ, thấy không? Thì đúng là bậc gọi là vua pháp, tức là pháp vương, cho nên đáng kính lễ. Nói pháp chẳng có cũng chẳng không, vì do nhân duyên các pháp sanh. Thì đây là Phật nói pháp á, thấy không? Là không có kẹt nơi có không, cho nên là nói pháp thì chẳng có mà cũng chẳng không, thấy không? Thôi Đức Phật nói pháp là không có kẹt nơi có hoặc là không, hai bên nào vì nhớ kỹ. Bởi vì sao? Bởi vì rõ thấu các pháp là do nhân duyên sanh, nó không có tự tánh thật,
Chính cho nên mình học ở trong Trung Quán Luận đó, do nhân duyên sanh, không có tự tánh thật rõ thấu vậy đó, cho nên là không có mẹt, không có mắc kẹt bên có hoặc bên không. Rồi không ngã, không tạo, không người thọ, mà nghiệp thiện ác cũng chẳng mất. Thành ra chỗ này là chỗ mà người nghĩa là lấy theo cái tâm thức phân biệt bình thường á thì thấy là khó hiểu. Là không ngã, không có tạo tác, không có người thọ, thấy không? Nhưng mà cái nghiệp thiện ác á, lại không mất. Chứ không phải nói vậy rồi là không có nghiệp, thấy không? Không phải nói vậy rồi bác bỏ nhân quả. Cho nên mình thấy là đây là trung đạo nó đàng hoàng, chứ không phải gọi là người gọi là học, gọi là học nói lý suông, nói lý suông nói một bên đó, thành ra nói hồi thành ra bác nhân quả, thấy không? Còn này thì không phải vậy. Bởi vì là nhân duyên sanh nó không có thật tánh, thấy không? Thì vậy nhân duyên sanh không có thật tánh, cho nên là nó không thật có ngã, thấy không? Rồi cũng không thật có tạo tác, không thật có ngã thì ai tạo tác? Cho nên không thật có tạo tác, mà không thật có tạo tác thì cũng không thật có người thọ, thấy không? Và như vậy tức là không phải có, thấy không? Thì đó cho nên Phật nói pháp là chẳng phải có, thấy không? Tuy nhiên như vậy mà là do nhân duyên sanh, cho nên là nghiệp thiện ác cũng chẳng mất, thấy không? Tuy là không ngã, thấy không? Không người thọ, thấy không? Không có tạo, không tạo tác, không tạo tác là không thật có tạo tác đó, thấy không? Không thật có ai tạo tác. Nhưng mà nói vậy đó mà không phải là hoàn toàn đoạn diệt, mà là do nhân duyên sanh, cho nên rồi cái nghiệp thiện ác đó cũng không mất, thấy không? Có nhân duyên liền sanh đó, cho nên gọi là nghiệp thiện ác không mất. Vậy thì tức là cũng không phải một bề rơi vào không đó, cho nên chẳng rơi vào có mà cũng chẳng rơi vào không, cho nên là thấu hiểu được lý nhân duyên là không mắc kẹt có không, thấy không? Thì vậy không rơi vào không là không có thành đoạn diệt. Thì như vậy nghiệp thiện ác không mất, nhưng mà cũng không có lầm theo thiện ác để mà chấp thành thật có, thấy không? Đó là cái chỗ mà gọi là phải dùng trí tuệ Phật để mà thấu rõ, thấy không? Bởi vì là nó không có cái tự ngã thật ở trong đó. Cho nên ai mà quán thấu được ở chỗ này là khéo thầm hợp với trí Phật, thấy không? Rồi trước ở Phật thọ hàng phục ma được cam lồ diệt thành đạo giác, thấy không? Đây là nói lại tức là trước kia đó, kể lại thuật lại đó, là Đức Phật mà trước kia là ở dưới cội Bồ Đề đó hàng phục chúng ma, cho nên đây gọi là ở Phật thọ hàng phục ma đó, tức là dưới cội Bồ Đề hàng phục ma quân, thấy không? Rồi được cam lồ diệt, cam lồ diệt tức là gọi là tịch diệt cam lồ đó, thấy không? Là chỉ cho thật tướng nó vắng mặt cái sanh diệt, thấy không? Tức là sạch hết phiền não sanh tử mà thành đạo giác ngộ vô thượng Bồ Đề, tức là Phật mà lúc ở dưới cội Bồ Đề, thấy không? Rồi đã không tâm ý, không thọ hành mà thải xô dẹp các ngoại đạo, thấy không? Không tâm ý, không thọ hành mà lại xô dẹp các ngoại đạo, thấy không? Quý vị thấy không? Cho nên là nó đầy đủ gọi là lý sự, không? Nó viên dung chứ không có cái mắc kẹt bên, chứ không phải là không tâm ý, không thọ hành rồi không làm gì hết, thấy không? Tức là không có khởi tâm động niệm tạo tác mà lại hay xô dẹp các ngoại đạo. Vậy tức là làm mà vô tâm,
làm mà không có thành nghiệp tạo tác. Đó. Rồi pháp luân tam chuyển nơi đại thiên, luân ấy xưa nay thường thanh tịnh, nghe không? Là chỉ cho Đức Phật ở Lộc Uyển ba lần chuyển pháp luân tứ đế đó, ba lần chuyển pháp luân tứ đế ở trong cõi tam thiên đại thiên này, nghe không? Thì ba lần chuyển đó là cái gì? Tức đế mà có ba lần chuyển, thấy không? Chuyển tức là thị chuyển, phiến chuyển và chứng chuyển đó, thấy không? Là thì như vậy là Phật gọi là ba lần chuyển pháp luân đó, thấy không? Nhưng mà tuy nói là chuyển, thấy không? Mà luân ấy xưa nay vẫn thường thanh tịnh, thấy không? Vậy tức là chuyển mà cũng chưa từng chuyển, thấy không? Đó, thấy không? Tuy nói chuyển nhưng mà cũng chưa từng chuyển. Bởi vì cái thể pháp luân đó đó thì xưa nay nó là thanh tịnh, cho nên nó chuyển nó là cũng là cái phương tiện, nghĩa là chỉ tùy nơi người mà phương tiện nó chuyển, chứ còn lẽ thật đó thì nó vốn là như vậy rồi, không thì không phải là mới có mà chuyển như đấy. Thì mà sao biết là xưa nay thường thanh tịnh? Thì trời người được đạo đây làm chứng tam bảo từ đây hiện thế gian, thấy không? Là chứng minh là trời người nghe đó thì liền được đạo, thấy không? Thì như là đó, rõ ràng là đâu có sai, thấy không? Thì người là chỉ cho năm anh em ông Kiều Trần Na đó, hay là Kiều Trần Như đó, thấy không? Còn trời là chư thiên các cõi trời, thấy không? Cho nên kinh trong kinh có nói rõ, tức là trong kinh mà kinh chuyển pháp luân đó, thấy không? Thì trong kinh có nói rõ là khi mà Đức Phật giảng xong về tứ đế nhà giới gọi là ba lần chuyển đó, nghe không? Thì năm vị tỳ kheo nghe liền vui mừng tán dương lời dạy của Đức Thế Tôn. Thì ngài Kiều Trần Na đó liền chứng được cái pháp nhãn thanh tịnh, nghe không? Chứng được pháp nhãn thanh tịnh tức là sơ quả, nghe không? Và ngài thấy rằng cái gì có sanh thì tất phải có diệt, nghe không? Cái gì có sanh thì phải có diệt. Thì lúc mà Đức Phật chuyển pháp luân đó thì chư thiên ở trên quả địa cầu này đều hoan hô, hoan hô là pháp luân này quả thật tuyệt diệu, không có đạo sĩ giáo sĩ, tức là không có sa môn bà la môn rồi chư thiên hay là ma vương hoặc phạm thiên nào ở trên thế gian mà có thể giảng được như Đức Thế Tôn đã giảng tại Lộc Uyển trong làng gọi là chư thiên đọa xứ gần Ba La Nại. Chư thiên tán thán vậy. Rồi khi mà nghe như vậy đó thì chư thiên ở các cung trời tứ đại thiên vương Đao Lợi, Dạ Ma, Đâu Xuất Đà, Quá Lạc, Tha Hóa Tự Tại và chư thiên tức là chư Phạm Thiên ở các cõi trời Phạm Chúng Thiên, Phạm Phụ Thiên, Đại Phạm Thiên, Thiểu Quang Thiên, Vô Lượng Quang Thiên, Quang Âm Thiên, Thiểu Tịnh Thiên, Vô Lượng Tịnh Thiên, Biến Tịnh Thiên, Quảng Quả Thiên, Vô Tưởng Thiên, Vô Phiền Thiên, Vô Nhiệt Thiên, Thiện Kiến Thiên, Thiện Hiện Thiên, và Sắc Của Cánh Thiên, thì cũng đồng thanh quang hô hết. Vậy tức là từ là chư thiên dục giới cho tới sắc giới, thấy không? Đều đồng thanh quang hô hết, thấy không? Thì trong khoảnh khắc ấy, tiếng quang hô đó nó vang dội, làm cho cả 10.000 thế giới thuộc cõi Phạm Thiên đều rung chuyển mạnh mẽ. Thì một hào quang rực rỡ chiếu sáng thế gian. Đức Thế Tôn liền nói: Kiều Trần Na đã giác ngộ, Kiều Trần Na đã giác ngộ. Do đó ngài Kiều Trần Na đó thì có tên là A Nhã Kiều Trần Na. Thì từ đây là có đủ là tam bảo thế gian đó, thấy không? Thì đó gọi là trời.
trời người đều chứng đạo, đều hoan hỷ là vậy đó, thấy không? Thấy không? Thì nghĩa là cái chỗ này thì mình mới thấy rằng ở đây là thuộc về gọi là kinh kinh chuyển Pháp Luân, tức là kinh thuộc về nguyên thủy, thấy không? Nhưng mà cũng đã nói lên những cái ý nghĩa của kinh Đại Thừa trong đó, là nhiều khi là mình không qua để ý. Tức là lúc mà Phật mà ở giường Lục Uyển, Lục Giả đó, mà chuyển Pháp Luân nói Pháp Tứ Đế cho năm anh em Kiều Trần Như đó, thì đúng là nếu mà nhìn theo con mắt của phàm phu á thì lúc đó là sao? Lúc đó nếu mà nhìn bằng mắt của phàm phu là chỉ biết là có Đức Phật với năm năm người thôi. Mà trong kinh này kể mình thấy được vô lượng. Phải không? Như là cái vườn đó rồi không biết chứa ở đâu nữa, phải không? Từ chư thiên mà gọi là cõi dục giới, sắc giới mà đầy khắp vậy đó. Mà rồi nghĩa là hoan hô vang vậy đó, mà lúc đó ai nghe? Cho nên là chỉ có những người mà gọi là có gọi là thiên nhĩ thông đó thì mới nghe được thôi. Còn bình thường là không ai nghe hết, phải không? Đó. Thì vậy đó, thì cái này nó vượt ngoài cái gọi là cái thấy hiểu của thường tình thế gian, phải không? Đó. Tức là lấy theo cái gọi là cái thường tình thế gian đó mình hiểu, thì cái này nó ngoài sức hiểu, phải không? Lúc đó mà vang tiếng hoan hô, mà vang từ ở dưới này mà vang tới các cõi trời trên đó. À, nhưng mà rồi ở Bà La Nại đó không biết được mấy người nghe. Phải không? Đó, vì thấy không? À, cho nên đó là một cái ý nghĩa để cho mình thấy rõ. Mà đây là kinh gọi là kinh Nguyên Thủy đó, chứ chưa phải là kinh Đại Thừa. À, vậy thì mình đọc kinh Đại Thừa mình thấy mấy chuyện đó đâu có gì đâu mà phải lạ. Ví dụ mà đọc Tâm Kinh Bát Nhã mà Phật thuyết pháp ở Linh Thú, phải không? Mà bao nhiêu người mà dự hội đó thì thấy là cũng đâu có gì lạ. Thì đây để làm chứng, không rồi, và như vậy thì từ đây đó là có đủ tam bảo thế gian đó, không? Tức là Đức Phật là Phật bảo, rồi Tứ Đế là Pháp bảo, rồi năm Nam Kiều Như đó là Tăng bảo, không? Là đủ tam bảo thế gian. Rồi dùng diệu pháp này vớt quần sanh một nhận chẳng lui thường lặng lẽ, không? Là Đức Phật dùng cái diệu pháp Tứ Đế này mà cứu vớt khắp cả chúng sanh, thì ai mà nhận được đó, không? Thì sẽ đến niết bàn không còn rước lui trở lại, không? Độ già bệnh chết đại y vương nên lễ biện pháp đức vô biên, không? Tức là ngài là bậc cái gì, đại y vương. Đại y vương là vua thầy thuốc, mà vua thầy thuốc là vua lớn nữa, gọi là đại chứ không phải là y vương thường, mà y vương là đại y vương. Đó. Tức là chỉ cho là vượt hơn tất cả những thầy thuốc ở thế gian. Đó. Bởi vì sao? Vì đây là giúp cho người mà qua khỏi cái khổ già bệnh chết, là trị được cái bệnh sanh tử. Thầy thuốc thế gian trị nhiều lắm là trị bệnh cái thân này thôi, còn ngài là trị được cái bệnh sanh tử, không? Cho nên gọi là đại y vương. Thầy thuốc thế gian là đối với cái này là bó tay thôi. Rồi biện pháp đó đó thì thật là rộng lớn, công đức không có bờ mé, cho nên đây mà gọi là tỏa cái lòng thành đảnh lễ. Đó là tán thán cái công đức rộng lớn của Phật đem cái diệu pháp cứu vớt chúng sanh ra khỏi sinh tử. Khen chê chẳng động như tu di, đối thiện chẳng thiện một lòng từ. Với Phật á, thì dù khen hay chê đều chẳng động. Không? Cho nên khen chê chẳng động như núi tu di vậy đó. Không? Tâm là nghĩa là vững vàng như núi Tu Di vậy, trước mọi sự khen chê, khen cũng
Như vậy chê cũng vậy thôi, chứ không phải như mình khen thì mừng, chê buồn. Cho nên khen chê đều chẳng động. Đó. Rồi đối với người thiện hay người chẳng thiện thì cũng là dùng một cái lòng từ để mà cứu độ thôi, chứ không có phân biệt. Đó. Tức là người dù người thiện hay người ác đó, không? Mà vẫn là dùng một cái lòng từ để mà cứu cứu độ, chứ không có phân biệt. Đó. Người này nên độ, người kia không nên độ. Đó. À, tâm hành bình đẳng như hư không, ai nghe nhân bảo chẳng kính theo. Tức là tâm ngài thực hành cái bình đẳng giống như không rồi đó, không không có nghiêng lệch, thì đúng là bậc nhân bảo. Nhân bảo tức là báo ở trong người, không cho nên ai nghe đến mà không kính vâng theo, đó là cái lời tán thán. Rồi nay dân Thế Tôn lộng mọn này, trong đó hiện đủ cõi tam thiên, chỗ ở các trời cùng long thần, càng thác bà cùng với dạ xoa. Không? Đây là kể kể lại mà gọi là dân cúng mà lộng báo, không? Rồi do thần lực của Phật mà họp lại là một cái, không? Rồi cả cõi tam thiên đại thiên đều hiện ở trong đó, không? Cho nên đây gọi là trong đó hiện cả cõi tam thiên, rồi chỗ ở của các cõi trời cùng các vị long thần, càn thác bà, dạ xoa vân vân đều hiện ở trong đó hết. Đó đó là thuật lại. Rồi thấy hết thế gian có những gì Phật vì thương xót hiện biến ấy, chúng thấy đều khen là ít có. Nay con lễ đấng tam giới tôn. Đó. Đây là nói chung lại là những gì mà thấy có ở thế gian á, không? Thì Đức Phật là cái đấng gọi là thập lực vì thương xót mà hiện hết thảy ở trong cái lộng báo này không sót gì hết. Tức là cái gì có ở thế gian là hiện hết trong đó, không? Như vậy tức là sao? Tức là không có cái gì lọt ra ngoài cái lộng báo đó, không? Đó. Như vậy thì nếu mà người mà khéo hiểu á, ha, người lanh lợi á, thì ngay đó là ngộ được pháp. Không có gì ở thế gian mà lọt ra cái lộng báo đó, vì cái lộng báo đó là cái gì đó, thì ngay đó ngộ được là mình thấy được pháp. Còn không ngộ được thì chỉ thấy cái lộng báo rồi. Đó. Rồi, như vậy thì khéo đó, không thì ai mà người lanh lợi đó thì vậy lộng báo đó là cái gì, ai sáng tỏ được. Không? Đó đó là chỗ mà mình mà sáng tỏ đó. Học kinh là phải học tới chỗ đó. Chứ không phải là nghe nói vậy thì mình cứ tưởng đâu là lộng báo thôi. Thì vậy giống như là đọc truyện thần thoại. Phải không? Nhưng mà đó là thuyết pháp. Như vậy tức là đó là gọi là thuyết pháp mà không lời. Nhớ không? Mượn hình ảnh đó, đó là mà thuyết pháp. Tức là người lanh lợi á, thì liền nhận ra pháp mà nó vượt ngoài ngôn ngữ. Thì lúc này là mọi người đều cảm được cái điều chưa từng có đó, gọi là cái ngoài cái sức tưởng tượng. Cho nên rồi ở đây hết lòng kính lễ bậc tôn quý ở trong ba cõi, không ai hơn đó. Cho nên gọi là đấng tam giới tôn. À, Đại Thánh Pháp Vương chúng nương về tâm tịnh, xem Phật thải vui mừng, đều thấy Thế Tôn hiện trước mình, đây là thần lực pháp bất cộng. Thấy không? Đây tán thán Đức Phật là cái bậc vua pháp, là bậc thánh lớn ở trong hàng thánh. Thấy không? Tức là đại thánh thì chúng đều nương về ngài. Thấy không? Nương về ngài tức là đều hướng về ngài, lúc này là tất cả đều hướng về Phật. Thấy không? Vậy thì tức là ai nấy tâm tâm đều thanh tịnh nhìn Phật hết sức vui mừng, không? Và cảm nhận như là Đức Phật đều hiện ở trước mình, coi như mỗi người đều thấy giống như Phật hiện trước mình vậy đó, như mỗi người đều có Đức Phật vậy đó. Thì vậy đó là nói lên cái gì đó, thành ra người mà lanh lợi ngay đó là ngộ liền, không? Vậy tức là giống như ai cũng là cảm được Đức Phật hiện trước mình hết, mọi người đều có ông Phật hết đó. Thì ngay đó là thuyết pháp còn gì nữa, pháp vi diệu rồi.
Cho nên lanh lợi thì ngay đó liền ngộ được pháp. Nghĩa là mỗi người đều thấy Phật hiện trước mình. Thì vậy nếu mà chúng ta ngày nay, mà nếu mà mỗi người đều nghĩa là nghe kinh này, rồi tâm cũng thanh tịnh, không? Thì sao? Thì cũng cảm được Phật hiện ở trước mình. Không? Thì đây gọi là thuộc về cái thần lực pháp bất cộng. Rồi dùng một Phật dùng một tiếng diễn nói pháp, chúng sanh tùy loại đều được hiểu, đồng bảo Thế Tôn nói tiếng mình, đây là thần lực pháp bất cộng. Thì đây tán thán Phật, ngài dùng một tiếng nói pháp thôi mà mọi loài đều được nghe hiểu như là nói tiếng của loài của mình vậy. Như vậy thì không phải mắc kẹt ở trên cái gọi là cái âm thanh, cái ngôn ngữ, mà phải đạt được cái ý trong đó. Rồi Phật dùng một tiếng diễn nói pháp, chúng sanh tùy hạng theo chỗ hiểu, khắp được thọ hành, được lợi ích. Đây là thần lực pháp bất cộng. Tức là Phật Phật dùng một tiếng nói pháp mà tùy theo mỗi hạng đó đều nhận được sự lợi ích khác theo cái chỗ ưa thích của mình. Tức là người cạn thì hiểu theo cạn, người sâu thì hiểu theo sâu, không thể nghĩ bàn. Không? Phật nói pháp thì dùng tiếng nói pháp mà thôi. Không? Nhưng mà người cạn thì nghe hiểu cạn, người sâu hiểu sâu. Không? Rồi Phật dùng một tiếng diễn nói pháp, hoặc người nghe sợ, hoặc vui mừng, hoặc sanh nhàm chán, hoặc dứt nghi, đây là thần lực pháp bất cộng. Không? Rồi cũng thêm nữa là Phật cũng dùng một tiếng nói pháp mà người nghe đó thì có mừng, có sợ, có nhàm chán, có dứt nghi cũng không đồng. Không? Phật nói pháp có dùng tiếng đó thì người cảm được thì mừng, còn có người cảm thì sợ, có người cảm thì nhàm chán, không? Còn người thì dứt nghi, không? Đó thì cũng tùy theo loại, tùy theo hạng vậy, thì đó đều là thần lực của pháp bất cộng. Lễ đấng thập lực đại tinh tấn, lễ đấng đã được không sợ gì, lễ đấng trụ nơi pháp bất cộng, lễ đấng thầy dẫn đường tất cả, lễ đấng hay trừ dứt, tức hay dứt mọi trói buộc, lễ đấng đã đến nơi bờ kia, lễ đấng hay độ các thế gian, lễ đấng hằng lìa đường sanh tử. Không? Đây là tỏ lòng mà đây là kính lễ Phật, là đấng đầy đủ 10 trí lực và đại tinh tấn, không ai hơn. Không? Rồi kính lễ Phật là đấng đầy đủ đức vô úy, không có sợ sệt gì cả, là vượt qua mọi cái thứ sợ sệt. Rồi kính lễ Phật không là đấng đủ không các pháp bất cộng. Kính lễ Phật là đấng bậc thầy dẫn đường cho tất cả để ra khỏi lầm mê sanh tử. Không? Rồi kính lễ Phật là đấng đã hay dứt sạch hết mọi cái thứ trói buộc. Không? Rồi kính lễ Phật là đấng đã đạt đến bờ kia, không? Tức là đến chỗ rốt ráo, viên mãn. Rồi kính lễ Phật là đấng là hay vượt qua các thế gian, ngài vượt qua hết các thế gian, không? Rồi kính lễ Phật là đấng vượt qua đường sanh tử. Đó là vừa tán thán những cái công đức của Phật, không? Thì như vậy chúng ta tu theo Phật đó là cũng phải đi theo con đường Phật đã đi đó, không? Tức là tán thán công đức của Phật đó để mà gọi là khơi dậy cái tâm gọi là giác ngộ của chúng ta, của mỗi người đó, để mà hướng lên công đức của Phật đó để mà tiến lên, không? Rồi biết hết tướng chúng sanh đến đi, khéo được giải thoát với các pháp, chẳng dính thế gian như hoa sen, thường khéo vào nơi hạnh không tịch, suốt các pháp tướng không ngăn ngại, lễ đấng như không,
không chỗ nương. Thấy không? Đây là tán thán Phật, là Ngài biết hết mọi tướng chúng sanh đến đi. Tức là sao? Tức là chúng sanh mà qua lại trong sáu đường đó, thấy không? Thì Phật biết rõ hết, không còn lầm nữa. Thấy không? Rồi đối với các pháp thì Ngài khéo được giải thoát tự tại, là vượt qua hết tất cả pháp mà không có gì ngăn ngại. Cho nên gọi là giải thoát đối với các pháp. Thấy không? Rồi lại vào thế gian mà vượt khỏi thế gian chẳng có dính nhiễm, cho nên gọi là giống như là hoa sen ở trong bùn. Hoa sen trong bùn, thấy không? Tức là vượt lên khỏi bùn mà không nhiễm bùn. Thấy không? Cho nên đây nó là chẳng dính thế gian, giống như hoa sen. Cho nên chính vì vậy mà mình bây giờ là mình lễ Phật đó, thì những cái tượng Phật, thường thường là tạc tượng Phật là ngồi trên tòa sen. Nhưng mà thường thường nhiều người vô chùa lễ Phật lại lại thôi, nhưng mà cũng không có để ý, không có thấy được cái ý nghĩa gì hết. Chứ còn sự thật á, mình nếu mình đọc trong lịch sử đó, thì thấy Phật á, không thì ngồi tòa gì, thường thường gọi là tòa sư tử, không? Còn Phật thành đạo á thì ngồi tòa gì, tòa cỏ, không trải cỏ kiết tường, không? Trải có kiết tường ngồi thôi, chứ đâu có tòa sen ngồi, phải không? Thấy không? Hơn nữa là cái hoa sen nào mà ngồi mà đỡ nổi Đức Phật là thân tướng còn lớn hơn to người bình thường nữa, thì vậy ngồi trên hoa sen nào nổi? Cho nên đó là tượng trưng. Thì đây ý nghĩa là như vậy, để cho chị thấy rằng là Phật không có dính thế gian như hoa sen đó. Rồi thường khéo vào nơi hạnh không tịch đó, tức là Ngài thường khéo vào cái hạnh không tịch là làm mà vẫn thường vắng lặng, không có kẹt ở trong tạo tác. Cho nên là gọi là thường vào trong cái hạnh không tịch. Thấy không? Rồi suốt qua các pháp mà gọi là không ngăn ngại, tức là suốt qua hết tất cả các pháp tướng, không có bị tướng sai biệt làm ngăn ngại. Thấy không? Là Phật thông suốt hết. Rồi cái câu cuối là mới đặc biệt, là lễ đấng như không, không chỗ nương. Chỗ này là chỗ mà mình học là phải học cho kỹ, chứ nhiều khi là nghe mà gọi là hời hợt, nghe lơ mơ đó thì không thấy được cái ý sâu. Lễ đấng như không mà không chỗ nương là sao? Đây là tán thán Đức Phật đó, Ngài giống như là hư không, không có chỗ nương, tức là không ai tìm ra được dấu vết, phải không? Ngài không nương vào đâu hết, tức là không có chỗ trụ, không có chỗ nương, thì làm sao tìm ra dấu vết của Phật, phải không? Vậy tức là dứt bật hết chỗ nơi, phải không? Không có chỗ nương mà dứt bật hết chỗ nơi, giống như hư không hả, phải không? Nhưng mà nếu mà mình học nghe mà theo kiểu mà gọi là nghe theo chữ nghĩa thì nghe vậy biết vậy thôi, phải không? Nhưng mà nếu mà người mà có trí tuệ chút á thì đặt câu hỏi lại. Thấy không? Vì biết sao không? Tức là Ngài là bậc giống như là hư không, không có chỗ nương, là dứt bậc hết chỗ nơi. Phải không? Không có dấu vết gì. Nhưng mà như vậy thì làm sao mà ông trưởng giả tích bảo tích này thấy được mà ông tán thán? Đó, cho nên chỗ đó là cái chỗ mà mọi người cần phải tỏ ngộ. Học kinh là phải học tới chỗ vậy đó, chứ không phải học chữ nghĩa. Phải không? Phật không có chỗ nương, không có dấu vết gì hết, mà sao ông bảo tích này ông hay mà ông thấy được ông lễ vậy? Đúng không? Đó, thì vậy ông lễ cái gì? Lễ chỗ nào? Đó. Thì đó là cái chỗ mình phải sáng tỏ. Nó học kinh là học nghĩa đó, chứ mà học phân tích chữ nghĩa. Đúng không? Đó. Cho nên gọi là quý vị đừng có gọi là tự mãn. Nhiều khi nhiều vị học được
chút ít nghe được vài bộ kinh rồi, thấy cô mụ là mình hiểu kinh rồi, hoặc thí dụ như kinh Di Ma Cật mình học một hai lần rồi, giờ học tới lần thứ ba thấy chán, phải không? Kiểu đó là học chữ nghĩa, phải không? Còn học á là phải để hết toàn tâm, toàn tâm toàn lực để mà mình lắng nghe. Thì có khi á, thí dụ như trong một đoạn hoặc là trong một một phẩm, phải không? Thì có những cái mà nó mình nghe quen rồi, không để ý, thì mình nghe lờ qua. Nhưng mà trong đó có một hai đoạn hoặc một hai câu nó xối mạnh, xối sâu vào chỗ nghĩa là trọng điểm. Nhưng mà mình tâm mình lơ nghe rồi, cái tới nghe lờ qua luôn, thành ra mình bỏ qua cơ hội tốt. Còn người khéo biết nghe đó, không? Thì lúc nào là cũng chăm chú nghe lắng nghe hết, thì bất ngờ cái chỗ đó tới chỗ đó cái nó xối sâu vào mình, có bật ra, phải không? Nó vậy, cho nên là nghe kinh làm vậy, kinh này cũng như chỗ này cũng vậy. Nếu mà nghe thường thường thì chỗ này nghe tới qua đó thôi, không thấy gì lạ hết. Đó, đó là cái phần gọi là phần phần tựa, phần tựa là xong.